cùng phải ở nhau. À, chào mọi người, Tân mới vừa mua một vé 40.000 để đi vào trong Dinh Độc Lập để đi tham quan. Mọi người theo Tân nha. Rồi, vào cổng có xe đưa đón nè, xe đi vòng vòng nè, đó như công viên này. Có đèn nước ngoài nè, họ đang nói tiếng Anh, có thể là đèn người Mỹ. Đây là hai chiếc xe tăng 8 mang ký hiệu là 843 và 390. Đây là hai chiếc xe tăng đã vào 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thẳng vào cái cánh cổng của Dinh Độc Lập. Đây là một cái biểu tượng của cái ngày giờ phút đó, giờ phút giải phóng của dân tộc Việt Nam. Thì bây giờ nó đã trở thành một hai cái hiện vật. Hai cái hiện vật. Đó. Là xe 843, xe 390.
works is a bit nice. You know, but from a rich living company, it's expensive. Yeah, it's for Finland as well, no, which is cheaper than others. Place, beautiful because of the place where you work, ambassadors from other countries, ambassadors. First place I'd like to show them, is where I want you to show them how rich country it is. Until now, this is the biggest. Black and white painting in Vietnam, like the 40 pieces, biggest. So when they defeated Minh Dynasty, Minh invasions in Vietnam, they celebrate this ceremony, this one. Yeah, anniversary. The big one. And then the king in the middle. I'll show you who's the king in the palace. This king in the palace here. Here it is. So king in the palace here, yeah. This king in the palace. And there's a farmer's harvesting over there. There's a better fields, harvesting. And the mountain, you see mountain, river, whole pictures of the country. You can even view formation. Yes. You can chase people, all pictures here, but like nowhere. Đây là nhìn xuống dưới này các bạn. Những cái ô cửa mà mình thấy ở ngoài đó, nhìn dưới nó vậy đó. Đây là khu gia đình ha. Wow. Bạn thấy trên này nó giống như là một cái vườn ở dưới đất vậy đó. They hunt just animals in the jungle and then chop the head and tears off and then give to the peasants, even elephants. Ta sẽ đi lên trên dạ luôn nha. Đây là lên trên sân thượng nè, upstairs first. Bạn đang có mặt ở sân thượng. Họ nói chắc là không nói tiếng Hoa. Đây là công viên 30 tháng 4. Rất là đẹp ha. Có một số cái đồ mỹ phẩm, đồ đẹp. Một số ăn
sốt đồ lưu niệm rồi bán nước ngọt nữa. Thì bạn leo lên tới trên này mà có khát nước thì đừng có lo, không sao đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần này là phần đặc biệt nhất đây, ở trên sân thượng này đây. Rồi xem nào. Từ này nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy ba cái đặc biệt. Thứ nhất là cái trực thăng UH-1, là cái trực thăng mà ông Nguyễn Trung ổng đã lái và ổng thả hai cái bom xuống dinh này. Thì hai cái bom tròn này nè, hai cái bom tròn này là hai cái điều đặc biệt đây. Họ có ghi đây là đây, bên này có chữ tiếng Anh nè, các bạn xem nè. Vào lúc 8:30 ngày 8 tháng 4 1975, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung lái chiếc máy bay F-5E đã ném hai quả bom trúng tại đây. Đó là cái chỗ này nè, hai quả bom ông thả xuống dưới Dinh Độc Lập. Thì từ trên này các bạn cũng có thể nhìn thấy góc sân của Dinh Độc Lập. Đấy, điều đặc biệt của mọi người. Như vậy là Tân với anh Hải đã kết thúc cái buổi quay Dinh Độc Lập. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn.